Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi video này. Hôm nay em lại quay cho tất cả các bác những cái dòng điện thoại có giá từ 1 triệu đến 5 triệu, cam kết với mọi người là hàng chính hãng, bảo hành 30 ngày 1 đổi 1, bảo hành phần cứng toàn bộ máy cho tất cả các bác 6 tháng. Em ship toàn quốc, kiểm hàng rồi thanh toán, các bạn không cần cọc một đồng nào. Kiểm tra đúng cái sản phẩm mà em quay, em quảng cáo thì các bác nhận, còn không đúng thì đừng có nhận. Để tránh cái trường hợp là chúng ta mất tiền cọc mà không nhận được đúng cái sản phẩm kể cả có thể là ví dụ như vận chuyển đi nó bị vỡ hàng hay là có thể là bị đóng đơn nhầm có thể là bị tráo đổi hàng cái vấn đề này nó cũng có thể nó xảy ra đấy các bác ạ à. nhưng mà tốt nhất các bác đảm bảo các đồng tiền của các bác thì các bác đừng có cọc cho một ai cứ kiểm hàng rồi thanh toán bên em bán rất là nhiều máy như thế này đây ở đây nói với hàng nghìn máy chứ không phải nói là 10 máy hay là 20 máy đấy em bán hàng nghìn máy hàng trăm máy chứ không phải là một hai con sau đó là lừa cọc tất cả anh em ở những cái nơi bán nhiều thế này mà các bác không uy tín thì ở đâu mới uy tín mà các bác không tin tôi thì ở đâu mới tin tôi đúng không Đấy, nhiều người cứ nói là mua hàng toàn bị lừa bị trên mạng toàn bị lừa bị lừa là do anh em hết do tất cả mọi người do người ta quảng cáo tốt người ta lấy cái người đẹp ra chân dài ra chân ngắn ra rồi quảng cáo rồi các bác tin người ta các bác mua mua sau đó là à, bị lừa bị lừa là bắt đầu là một con sâu thì làm hại nồi canh như tôi ở đây tôi bán rất là nhiều thế này mà các bác không tin mà các bác lại đi tin, tin những cái nơi mà người ta bán một vài cây ở đây các bác nhìn qua camera là như vậy thôi nhé hết một ô nhà của tôi đây, 25 mét đây tôi chỉ cần quay một góc từ đây cho đây 25 mét mà nó kín nhà còn chưa nói hết ở đây mà các bác theo dõi ở đây tiếp này đây như thế này là đủ bán chưa như thế này mà các bác còn bảo là không uy tín này đấy lừa nhau này nếu mà tôi lừa các bạn thì tôi mua những cái điện thoại này phải để làm gì đấy, nó là như vậy Nói chung là thị trường thì mỗi người bán một giá, Đấy. tất nhiên người ta nhập rẻ thì bán rẻ, còn tôi bán như thế này thì không biết là các bác có tin tôi hay không, à, nhưng mà tôi bán như thế này là quá ok. À, và tôi cũng đã cân đối giá rẻ nhất có thể cho tất cả các bác, bây giờ tôi sẽ quay chi tiết từng cái sản phẩm và từng chi tiết cho tất cả mọi người, từng cái máy nha các bác nha. Bây giờ em sẽ quay chi tiết cho tất cả các bác cái từng cái sản phẩm mà hiện tại bên em đang bán ở đây, có giá từ 1 triệu đến 6 triệu, không cần cộng anh em được kiểm hàng thanh toán đúng cái sản phẩm mà em quay em quảng cáo thì các bác nhận ví dụ như con Vivo y 11 này em bán với giá chỉ có 1 triệu 6 à, 1 triệu 950.000 Vivo y 11 1 triệu 950.000 các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là pin 5.000 màn hình của nó là 6,45 inch RAM 6 và 128G máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện có sạc có ốp và có tai nghe kèm theo cho tất cả các bác Đấy, máy mới thì các bác không lo về vấn đề về màn hình nó bị vỡ hay là bị đen hay là bị ám hay không Không sao cả nha Nó là máy mới Chúng ta chỉ cần quan tâm về RAM bộ nhớ Và cái cấu hình Và pin và cái hình thức của chúng ta có thích hay không Đấy. Đây này RAM 6 này 128 g, Nếu mà cái chữ này nó bé quá Thì khi mà các bác nhận máy Thì các bác cứ nghe theo cái lời của em nói Ví dụ như em nói là RAM 6 128 g Thì các bác nhận đúng RAM 6 128 g Thì các bác nhận Còn để mà chúng ta nhìn trực tiếp qua camera này Đôi lúc cũng hơi khó nhìn Đấy. Con này RAM 6 128 g em bán cho tất cả các bác chỉ có 1 triệu 950 000 mà trong khi cái này là máy mới mới nguyên hộp luôn anh em ạ à, không còn chỗ nào mà rẻ hơn Tuy nhiên thì trên thị trường thì nó có rất là nhiều hàng giả hàng nhái thì bất cứ những cái sản phẩm gì thì mỗi người bán một cái giá còn em bán ở đây bán hàng triệu con hàng nghìn con mà các bác không tin các bác không mua các bác lại đi mua những cái nơi mà người ta bán 1 đến hai con thì chịu chết bên em bán cho tất cả các bác những cái sản phẩm là Oppo, Vivo, Redmi, Samsung, iPhone Nói chung không thiếu bất cứ cái sản phẩm Có giá rẻ và đắt Anh em đừng quên xem video và đăng ký kênh nha Đây ví dụ như con Vivo Y17 này Vivo Y17 này em bán là tất cả các bác là 2 triệu 250 nghìn Đấy Vivo Y17 Pin 5 nghìn Màn hình 6,5 inch RAM 6 và 128GB Vivo Y17 nha các bác nha con này hình như là nó là 256 GB đấy, chúng ta kiểm tra xem nào, chắc là ghi ở ngoài sai thôi. Đôi lúc thì cũng nhiều quá cũng không nhớ được hết. Đúng rồi, con này RAM 8 và 256 GB nha. Vivo i17 là RAM 8 và 256 GB chứ không phải là RAM 6 và 128 GB. Em bán chỉ có 2.500 2 triệu 2 triệu 250 000 Đấy, máy mới nguyên hộp nha, máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện máy mới đã gọi là máy mới thì chúng ta đừng có lo vấn đề về xước hay là móp méo hay là nứt nẻ hay là màn ám hay là màn đốm nhá nó nguyên mới nó nguyên hộp có từ chạc có từ tai nghe có từ ốp có từ que chọc sim nói chung là đầy đủ hết Đấy, một máy như thế này chỉ có 2 triệu 250 nghìn thôi quá rẻ đúng không Đấy, anh em có thể alo có hai màu như thế này gọi trực tiếp hay là kết bạn zalo tiếp theo em giới thiệu cho tất cả các bác là con Vivo i10 à xin lỗi Vivo i93 Đấy, à, Vivo i93 có 3 màu như thế này màu đen màu xanh và màu đỏ đen xanh đỏ em bán cho tất cả các bác 1 triệu 500 nghìn các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là pin 5.000 à, pin xin lỗi pin 4.500 màn hình 6,4 inch nhá RAM 6 và 128 gb máy mới con này là máy mới nhưng mà không có hộp tại sao không có hộp bởi vì máy nó quá rẻ mà chúng ta lấy hộp về thì người ta lại tính đắt thêm thì em lại bán cho các bác phải bán thêm nên là không đáng kể gì cái hộp nó chả quan tâm Đấy. anh em yên tâm em nói đâu thì nó phải được đó nói là máy mới thì là mới nha các bác nha Đấy, máy mới là mới chứ không phải là máy mới là chuyển thành máy cũ được con nào là ram bao nhiêu hay bộ nhớ bao nhiêu em đều ghi hết ở mặt sau này Đấy, con này hiện tại là chưa có con nào mở nguồn nên là em chỉ nói qua thôi nha Đấy, máy mới full phụ kiện pin 4500 màn hình 6,4 inch RAM 6 RAM 6 nha 128 g 1 triệu 500 các bác mà đi nghe người ta bán loại uh, cái loại mà 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 8 900 hay là 1 triệu thì các bác mua được chỗ nào rẻ thì các bác có thể mua còn tôi bán ở đây tôi phải bán 1 triệu 500 mà trong khi con này ra mà bộ nhớ cực cao nha Việt em bán không cọc bán nhiều như thế này mới, mới gọi là những cái nơi bán điện thoại mà có uy tín chứ các bác thấy người ta bán một cây hai cây ba cây trong túi trong rổ thì, thì thì, nói chuyện gì đúng không như con này vivo y 19 chín nha vivo y 19 con này là báo giá sai này Đấy, ghi sai giá nha y 19 là hai triệu bốn trăm năm mươi vivo y 19 đây là ghi vào cái giá nhập rồi Đấy, nhân viên ghi vào cái giá nhập rồi Vivo Y19 2 triệu 450 000 Đấy con này là ghi sai nha 2 triệu 450 000 Các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau Thứ nhất là pin 5 000 Màn hình 6.5 RAM 8 và 256 g Máy mới nguyên hộp Anh em kiểm hàng thanh toán không cần cọc Bây giờ em quay vào ban đêm Bây giờ là 1 giờ hơn đêm rồi đấy Gần 2 giờ sáng em vẫn phải ngồi đây lọ mỏ Để em quay cho các bác xem Bởi vì rất là nhiều người muốn hỏi những cái sản phẩm bên em và em cũng chỉ vì các bác và vì cái đồng tiền mà em phải ngồi đây để em bán hàng Đấy. như vậy thì chúng ta phải hiểu vấn đề đó còn cũng chả có ai muốn ngồi đến từ nửa đêm nửa hôm đâu đây này giam 8 và 256 ghi nhá các bác mà không nhìn thấy ở trên màn hình ấy thì các bác lưu ý là à, khi các bác nhận các bác cứ kiểm tra thoải mái nhá pin 5000 Vivo i19 máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện không cần cọc kiểm hàng thanh toán 2 triệu 450.000 miễn phí ship Đấy, các bác kiểm đúng thì nó chúng ta nhận mà không đúng thì thôi bên em bán như thế thì là, là là ok rồi chứ còn nhiều người bán không biết là như thế nào còn tôi bán là tôi bán như vậy còn bên em bán rất là nhiều cái sản phẩm từ vài triệu cho đến vài trăm có từ Oppo, Redmi, Samsung, iPhone, Vivo đầy đủ hết không thiếu gì bây giờ em giới thiệu với tất cả các bác cái con uh, Oppo A54 này con này là lấy từ nhà mình đi người ta dùng được một gần gửi là gần 2 tuần là 10 ngày khách dùng được 10 ngày nhá sau đó là khách bán lại không phải là bán lại mà về đổi những cái con Redmi uh, uh, lại luận về đổi con Redmi nên là mình sẽ lại bán lại cho tất cả các bác và giảm giá cho tất cả các bác nha con này em nói tất cả các bác là nó cũng đã dùng rồi thì tất nhiên là sẽ khác một tí rồi điện thoại thì chúng ta không khác tự hiểu thôi đấy dùng rồi này các bác nhìn nói chung là các bác không thể nắm được cái vấn đề dùng như nào không mà em theo em quan sát ở đây thì cái 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 lỗ cái lỗ uh, loa trong này này đây này nó có bụi bám vào đây này à, đây trong cái lỗ này nó có đâu có thông thoáng đâu nó có lỗ lỗ tịt lỗ không tịt này à, lý do và nguyên nhân là mình nhận dạng được chứ còn nếu mà để nhìn mắt thường thì chắc chắn là khó có thể người ta dùng có 10 ngày ở trong ốp thì đây cái tem mình dán ở đây nó vẫn còn nguyên thì em bán tất cả các bác là với giá là hai triệu bảy trăm nghìn ở đây ghi 2 triệu 900 nghìn thì cũng hơi đắt em bán cho tất cả các bác 2 triệu 700 nghìn cái máy này máy người ta dùng 1 tuần rồi nha dùng được 10 ngày rồi anh em ạ con này nó là RAM 4 và 128 gb RAM 4 và 128 gb Oppo A54 nhá 2 triệu 700 nghìn 2 triệu 700 nghìn Đấy. máy này em nói cho các bác là được 98 đây này. nói chung là nó chả có cái gì đâu không có cái gì cả chỉ tội là người ta mang dùng một tuần rồi thì nó cũng có một số cái hiện tượng là chấm phẩy một tí tí li thôi không 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 đáng kể và không sao nha các bác nhá chấm phẩy là có nghĩa là nó bị xước kiểu lông chuột ấy. đấy. đủ phụ kiện cho tất cả anh em em bán 2 triệu 700 nghìn miễn phí ship được kiểm hàng thanh toán đúng những lời tôi quảng cáo được các bác nhận nha tiếp theo em giới thiệu tất cả các bác những cái dòng Oppo và một tí nữa thì là Redmi từng từng cái từ cái một thôi chứ để nói một lúc nhiều cái quá thì cũng không nói được bên nên em thì có từ Samsung iPhone đèn nó hơi tối một tí hay sao nhỉ để em chỉnh đèn phát nhé rồi cái này nó sáng hơn tí đúng không vì làm ban đêm mà các bạn bây giờ đã gà chuẩn bị gáy tới nơi rồi Oppo A5s hiện tại em có ba màu như thế này ba màu như thế này máy mới nguyên hộp đây nguyên hộp luôn nguyên hộp em bán là tất cả các bác là 1 triệu 650 000 thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau pin của nó là 4.500 màn hình của nó là 6.5 RAM 6 128GB Oppo A5S 1 triệu 650 000 máy mới nha mới 100 phần trăm con nào mới thì bảo mới cũ thì bảo cũ thôi không có, 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 vấn đề gì cả con nào mà chả phải bán đúng không đấy nếu mà em mà lừa các bác thì em sẽ không 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 cho các bác kiểm tra và các bác phải đặt cọc còn ở đây em cho các bác kiểm tra thoải mái rồi thanh toán ram 6 128 g ram 6 128 g máy hai sim hai sóng nhá người già hay là cho trẻ con dùng là quá ok Đấy, máy này thì cực kỳ là đẹp rồi nó là máy mới thì không có cái gì phải chê còn chủ yếu chúng ta nói về tiền và ram và bộ nhớ Đấy, và cấu hình của nó như thế nào mà chúng ta có ưng hay không các các bác nhìn nó bẩn bẩn nhưng đâu có phải đâu đây nó còn có lớp giấy bóng nữa mà đây này để em mà kéo ra thế này để nét chưa đấy đây bắt đầu nhìn nó xấu chưa đấy. nói chung là tiền nào thì của nấy nếu mà các bác phải nói là một điều là nếu mà đòi hỏi những cái dòng mà hơn triệu mà bằng cái dòng mười mấy triệu thì chắc chắn là không có bảy tám triệu thì chắc chắn là không có rồi bởi vì tại sao và nguyên nhân gì thì các bác khác tự hiểu thôi Đó, lý do và nguyên nhân của nó thì nó sẽ chậm hơn Đấy. đây em bán ở tất cả các bác này Oppo F9 nhiều người nói tôi bán đắt nhiều người thì nói bảo sao anh bán rẻ thế thì em sẽ phân biệt và chứng minh và nói rõ tất cả các bác hiểu thế này thứ nhất là cái con Oppo F9 ở đây nó không phải là cái loại Oppo F9 thường mà cái sản phẩm này đây là F9 Pro pro là sao? Pro thì nó sẽ phiên bản và những cái cập nhật cái hệ thống của nó sẽ cao hơn. Đấy, nó sẽ cao hơn các bác nhá. Thì tại sao gọi là cao hơn? Cao hơn vì lý do gì? Và nguyên nhân gì? Thì em sẽ phân tích ở đây cho tất cả mọi người này. Thứ nhất là con này nó là RAM 8. Nhá, RAM 8 và 256 GB. RAM 8 và 256 GB máy mới nhá mới nguyên hộp nha các bác đừng có nhìn qua cái màn hình ở đây mà phán đoán là máy nó bị xước bị các thứ nhá không phải đâu và một số bạn nhận máy mà các bác không hiểu là cái máy của tôi nó bị xước nhưng mà em nói các bác nhé, không phải là nó bị xước nó do là cái có cái lớp tem siêu ở đây này ở đây có một cái lớp siêu nhá siêu dây bóng á thì kể cả chúng ta kể như thế này thì nó cũng có viết xước thấy chưa các bác theo đấy À, khi các bác lấy đi thì các bác xé nó ra còn bên em em không xé bởi vì nhiều máy quá không xé được xé thì đến lúc người, người ta có tính về người ta nhìn thì người ta lại bảo là máy mày máy mày đã bỏ hết tem siêu rồi Đấy, thường thường là em sẽ không xé em cứ để như thế này thì đây các bác thấy không à, em chỉ cần vé qua cái này thấy nó xước kìa nhưng mà nó chỉ là lớp giấy bóng thôi nếu mà các bác mắt kém không bao giờ nhìn thấy được thật sự luôn hết pin hết pin nhé em bán tất cả các bác với giá là hai một à, triệu 950 trăm năm nghìn thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau Thứ nhất là pin bảy, Nó là F9 Pro Màn hình 6.5 Máy mới nguyên hộp Và thứ hai là cái con này nó là RAM 8 và 256 g Chứ không phải là cái loại 16 hay là 32GB Đấy, Nhiều người cứ bắt các bạn cọc Mà người ta cứ bảo mua hàng trên mạng bị lừa Bị lừa là nguyên nhân gì Lý do gì Lý, lý do là người ta mang những cái sản phẩm RAM bộ nhớ cao mà mang đi quảng cáo và tiếp theo người ta gửi cho các bác thì người, người ta gửi một chiếc điện thoại khác và RAM nó thấp hơn. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta đặt cọc cho người, cho họ rồi ấy, thì mình không lấy thì không được mà mình lấy thì so cái giá trị với cái sản phẩm này nó hơi đắt Đấy, nên là nhiều người cứ cứ bị bị lừa là như vậy nên bên em bán cho tất cả mọi người là không cần cọc thì các bác cực kỳ là yên tâm và thứ hai nữa những cái nơi người ta bán nhiều hàng triệu con hàng trăm con hàng triệu con thì như thế này mà các bác không nghiên cứu để người ta mua mà mình lại đi mua những cái nơi mà người ta bán một đến hai cây rồi bán hô bán giá rẻ hay là giá bình thường hay là giá như thế nào bắt các bạn đặt cọc à, các bác nhìn thấy ở trên mạng người ta bán con này có 600 500 thôi thì các bác cứ đi mua đó người ta đặt cọc 50 cho đến 100 300 500 Đấy. nếu mà anh em có không tin tôi thì các bác có thể đi mua người khác bạn không mua thì hàng tôi vẫn để đây tiền của bạn vẫn trong túi bạn đúng không F9 Pro nha mới nguyên hộp luôn này các bác nha đá mới thì không thiếu cái gì từ que chọc sim đầy đủ hết trừ trường hợp là mang đi nó bị đóng gói các thứ nó phải đánh rơi mất ra ngoài thôi ít khi nó đấy 1 triệu 950.000 nhá F9 Pro. tiếp theo thì em giới thiệu tất cả các bạn những cái dòng sản phẩm giá nó cực rẻ mà nó lại hợp lý nhất có thể cho tất cả mọi người đây là con Oppo a53 nhá Đây là con a53 em bán là tất cả các bác với giá là 2 triệu 450.000 2 triệu 450.000 và các bác nhận được một chiếc điện thoại máy mới nguyên hộp. Thứ hai nữa chúng ta nhận được một con máy là RAM 8 và 256 GB, pin con này 5.000, màn hình của nó là 6.5 inch. 256 GB nhá, không phải là cái loại đơn thường đâu. Đấy. Máy mới nguyên hộp luôn. RAM 8 này cộng 1 thành RAM 9 này, nó có nghĩa là nó được đủ hết 8 GB rồi thì nó vẫn có cái chế độ bật cho thêm cộng 1 GB nữa để đề phòng trừ trường hợp là chúng ta bị đầy bất ngờ đấy, đầy bất ngờ cũng như là đang làm video chẳng hạn hay là như thế nào tự nhiên là đầy phát luôn thì không biết là chúng ta xóa kiểu gì đấy, nó là kiểu là hỗ trợ nó vẫn là gian chín đấy 256 ghi nhá Oppo A53 thường 2 triệu 450 nghìn máy mới nguyên hộp tiếp theo ở đây có một những cái dòng A53 thì các bác phải hình dung được đây là con Oppo A53s nhá A53s thì nó cũng có màu như thế này cũng hai màu như thế này thôi Đấy, màu này với màu này thôi. A53S thì em bán ra tất cả các bác là có một có một số phần màu đen nữa. A53S em bán ra tất cả các bác là 2 triệu 750 nghìn nó khác nhau. Không? Con A53 thường thì nó có vân tay còn con A53S thì nó không có vân tay ở đằng sau này mà nó có vân tay ở bên bên nút nguồn này. Em bán với giá 2 triệu 750 nghìn A53S nhá Màn hình 6,5 RAM 8 và 256GB. Pin con này 5 nghìn máy mới nguyên hộp không có một chỗ nào xước hay là móc méo nứt nẻ nếu mà có vấn đề hiện tượng lạ các bác điện ngay cho tôi phiên bản Android 12.38 cộng 1 này 256g Oppo A53s 5g này. Đấy. hai sim hai sóng nhá Đây là có lớp tem siêu này tôi sẽ cạnh cho các bác xem nha. hơi bị khó cậy đấy các bác cứ bảo là nó bị xước không phải đâu đấy khó cậy đấy Như nhiều người đi ra chỗ nắng ấy ra ngoài đường ấy nhìn thì khó nhìn nên là cứ bảo cái máy này trước nhưng mà thực tế ra nó làm rất là khít đấy. nên là chúng ta bóc cũng rất, rất là khó đây đây em sẽ bóc cái bên lệch này này đấy đây này nó mới như thế này cơ mà chẳng qua đấy bây giờ nó bắt đầu nó nó nhìn nó cảm giác nó có bong bóng này có xước này nhưng mà không phải đâu đây chúng ta cạnh như thế này thì nó sẽ bị xước thôi đằng sau không có đằng trước có nhá mới nguyên hộp luôn hai triệu bảy thôi và em giới thiệu cho tất cả các bác các bác đừng có rời qua màn hình bởi vì em có rất là nhiều cái sản phẩm em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác từng cái sản phẩm một để dần dần thôi để mà nói một phát hết thì chắc chắn cũng hơi khó đây là con Oppo A73 Oppo A73 em bán là tất cả các bác là 2 triệu 650 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,5 và các bác cùng tôi theo dõi xem ra mà bộ nhớ của nó bao nhiêu nhá 1 pin sắp chồng nguồn tới nơi rồi 38 cộng 3 thành ra 11 đây này 256 ghi nhá 38 cộng 3 thành ra 11 và 256 ghi em bán tất cả các bác với giá là 2 triệu 650 nghìn thôi mà các bác không cần cọc mà được kiểm hàng thanh toán đây hai con ba con con nào cũng giống nhau hết và các bác phải hiểu nhá Oppo A73 hiện tại nó em chỉ còn mỗi màu này thôi mỗi màu như thế này thôi nha Oppo A73 không còn chỗ nào rẻ hơn đâu các bác ạ à. em nói cho các bác bán như thế này chỉ gọi là bán để chơi thôi chứ còn nếu mà để mà chúng ta nói về đánh về kinh tế như người ta bán ở ngoài đường ấy, thì ngoài quán thì không bao giờ bán được cái giá này người ta phải nói trên trên 4 triệu Đấy, bởi vì sao bởi vì người ta một ngày người ta bán một hai con còn bên tôi các bạn biết ấy, một ngày tôi bán bao nhiêu đơn thì các bạn cũng khác từ nắm thôi tôi bán một ngày đâu đó nó lên khoảng độ vài trăm đơn cũng có nhá Đấy. và tiếp theo đây là những cái sản phẩm Oppo A55s à xin lỗi A55 con này thì là màn hình 6,5 pin 5000 2 triệu 900 nghìn 2 triệu 900 nghìn Oppo A55 RAM 8 và 256GB máy mới nguyên hộp nha anh em nha Máy mới nguyên hộp luôn cho tất cả mọi người. Đây, RAM 8 này. phiên bản Android 12 chấm này. 256 GB này. A55 này. <laughs> A55. Và bây giờ em sẽ lấy một con A55s cho tất cả các bác xem. Nó là những cái hàng chống nước, nhưng tất cả những cái hàng chống nước của bên em ấy cho anh em nhúng nước thoải mái, nhưng mà con đấy nó chỉ 64 GB thôi. Hai ba à, triệu 9 a à, 55 năm nha anh em nha em bán cho tất cả các bác hai triệu chín 2 triệu chín không chống nước và tiếp theo giới thiệu tất cả các bác những cái sản phẩm tiếp này nhiều lắm anh em để mà nói quay hết thì chắc nó phải khoảng ba ngày thì em mới nói cho các bác là các bác khi mà theo dõi video các bác mua hay không thì các bác có thể là đăng ký để tham khảo giá là một hai nữa là chúng ta có thể giới thiệu cho bạn bè là hai các bác đăng ký kênh của em để đấy, chúng ta thích thì chúng ta xem mà không thích thì thôi, cũng không có liên quan và không ảnh hưởng gì đến các bác đâu. Các bác chỉ cần bấm chứ đăng ký kênh bên dưới hoặc là nó sẽ xuất hiện ở trên màn hình. Có cái nút đăng ký thì các bác cứ đăng ký thôi. Oppo F11, Oppo F11 nhá. Oppo F11 có hai màu thế này. Đấy, màu xanh nhạt và màu xanh đậm này. Nói như vậy cho nó dễ. Máy mới nguyên hộp 100%, mới nguyên hộp 100% em bán với giá là 2 triệu 350 nghìn nhiều bác bảo đắt thì em sẽ phân tích thứ nhất là phải nói một điều là nhiều người không sử dụng điện thoại chuyên môn người ta không biết thứ hai nữa người ta họ cứ đi nghe theo mạng trên mạng ấy, cứ bấm Google lên thì thấy người ta bán rẻ thì các bác có thể đi mua bởi vì trên mạng thì chả có gì không có điện thoại trăm nghìn có năm chục cũng có không thiếu nhưng mà em bán thực tế ở đây Em đăng lên mà em bán toàn quốc Chứ không phải là nói là Hai người ngồi với nhau Thì em sẽ lừa bác thế nào cũng được Còn đây là một cái video để em cân đối Mà em bán khá là nhiều như thế này Để em đưa lên mạng xã hội để em bán Thì em cũng phải cân đối giá Chứ bây giờ mình đắt hơn thì người ta sẽ phản đối ngay Đấy. 2 triệu 350 nghìn Thì các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau Thứ nhất là RAM 8 Thứ hai nữa là 256GB cơ. Chứ không phải là cái loại mà vài ghi Đấy nên là thị trường nó đắt như vậy nếu con này nó là 128 g thì nó đâu đó khoảng độ một triệu 8 đến 1 triệu chín nhưng mà cửa hàng lẻ người ta vẫn bán đến gần 3 triệu người ta vẫn bán gần 3 triệu Đấy, còn em bán ở đây nếu mà những cái sản phẩm này 128 g thì chỉ có một triệu tám triệu chín và nếu con này nó là 64 g thì nó lại còn giảm thêm khoảng 200.000 nữa nếu mà con này nó là 6 32g lại giảm tiếp nữa 16 g nó lại giảm tiếp nữa nên là nó người ta thấy đăng lên mạng người ta cứ lừa nhau kiểu đấy nên là nhiều thằng bị dính nói chung là không nói ai nhưng chắc chắn là nó sẽ có 2 triệu 350 nghìn Oppo F11 Đấy, máy mới nguyên hộp hộp nó như thế này máy nó cũng như thế này mà trong khi đủ phụ kiện cho tất cả các bác có từ sạc có từ tai nghe em bán tất cả các bác tất cả các cái sản phẩm bên em đều được bảo hành 30 ngày một đổi một toàn quốc bởi vì tại sao em mua bán hàng vài trăm đơn thế này thì bên công ty người ta hỗ trợ mình thì mình mới đổi được chứ không làm sao mà mình có đủ khả năng mình đổi được như vậy nhiều đúng không nên là anh em yên tâm bên em nhá thoải mái đi nhiều người bảo là điện cho tôi thuê bao điện cho tôi không nghe không phải đâu ạ các bác biết một cái video nó có hàng nghìn người xem hàng mấy chục nghìn người xem thì có thể nó bị trùng cuộc gọi hoặc đang bận hay là như thế nào thì các bác thông cảm đừng có nóng tính hạ nhiệt đi một lúc sau các bác điện lại đấy. hoặc là kết bạn zalo nhắn tin đấy nhiều cái trường hợp là, là, là cứ thấy gọi một lần không không nghe bắt đầu là à, cáu lên rồi là chửi bới linh tinh mày lừa tao nọ tao lừa mày kia đấy mày bán hàng như thế này thế kia thực tế ra là không phải đâu nha nhiều bác mang về chỉ có zalo thôi không biết cải cũng gọi về Đấy, nên là nó phức tạp ở cái vấn đề này nên là em không nói ai các bác em bán hàng em sẽ hỗ trợ các bác từ kể cả nhiều người ấy, tải Facebook like tin nhắn về cũng không biết dùng cũng gọi về nên là mình không nghe thì bảo là khó tính mà nghe thì nó lại người khác điện về nó lại không được những cái vấn đề nhỏ mọn này hay bị rất là mất nhiều thời gian à, nên mà em vẫn hỗ trợ các bác hết có người thì không biết tạo tài khoản rồi có người thì không biết ra không biết uh, cài đặt không biết chấp nhận lời mời Zalo thì cũng không gọi được cũng bảo máy không gọi đi được đấy kiểu nó là như vậy 2 triệu 350 nghìn Oppo F11 nha em mà không uy tín không chất lượng thì em cũng không về bán hàng nhiều thế này và các bác xem cái kênh của em nó đến gần 2 triệu người xem và mấy chục nghìn người để đăng ký kênh có nghĩa là những mấy chục nghìn người đấy là nó là những cái khách hàng của mình còn những người xem nó liên quan tới 2 triệu người thì các bác biết nó mạnh đến mức độ nào Đấy. Đây là nói vậy thôi Còn các bác phải hiểu như thế nào là bán hàng Còn tất nhiên thì em bán thì thì không thể một mình em để nói là dụ dỗ các bác Để các bác tin em hết được Bởi vì xã hội mà không ai có thể là tin mình quảng cáo như vậy Còn ai tin có thể ủng hộ mà không tin thì cũng không biết lôi kéo ai Nó là như vậy thôi Redmi 13C này Đấy Redmi 13C và 13R nó khác nhau nhá, giá nó cũng khác nhau. Thì em nói 13C trước. Redmi 13C ấy, máy nó có cả máy màu đen nhá. Redmi 13C này có cả máy màu đen trong khi em bán với giá chỉ có bao nhiêu? 3 triệu 700 nghìn 3 triệu 700 nghìn pin con này 5 nghìn nha pin 5 nghìn nha màn hình 6,74 inch RAM 8 cộng 2 thành ra 10 và con này 256 gb À, máy mới nguyên hộp nha nguyên hộp đủ phụ kiện có sạc có tai nghe đây tem siêu em chưa xé ra à, nó vẫn cứ để nguyên màn hình như thế này nó ghi thông số ở đây hết rồi hỗ trợ sạc từ 18W trở lên tại sao như, như vậy nhiều người á người ta không hình dung được nha em sẽ nhắc qua cái chỗ này một tí nhiều người người ta không hình dung được bảo là tại sao nó hỗ trợ đến 67W mà mình có gửi cho một cái cái cái, cái củ sạc có 20 đến 25W thì các bác phải hiểu là khi người ta sản xuất ra công ty ấy, người ta sẽ không yêu cầu và không hỗ trợ các bác được cái cái cái, cái củ sạc 67 w đâu tại sao một cái máy mới pin mới mà các bác cứ cắm cái đấy vào nó nóng thì bắt đầu là nó kém cái cái cái, cái chất lượng nó đi à, pin nó sẽ hỏng nhanh và nó sạc nhanh thì nó hỏng nhanh thôi chả có cái gì là là sạc nhanh mà nó lại lại càng ngày càng dùng được lâu cả điện cơ mà đâu có phải là cái gì cái gì đâu đúng không Đấy, gánh nặng vào thì nó sẽ hỏng pin nhanh thôi, với cái chất lượng của công ty nó sẽ giảm xuống Đấy. ai cũng bảo ồ máy này hay lỗi pin hay hỏng pin Đấy. em bán được tất cả các bác 3 triệu 700 3 triệu 700 nghìn Redmi 13C nhá máy cực kỳ là đẹp máy máy mới nguyên hộp luôn Đấy, màn hình các kiểu thì chúng ta không phải hỏi bởi vì nó là máy mới thì nó không có cái gì phải hỏi thêm Đấy, chỉ cần nói về ra mà bộ nhớ thôi nhìn nhìn như thế này nó có thích hay không máy như thế này mà em bán nhiều thế này mà các bác không lo mà nghiên cứu cứ đi theo cái bàn phím của xã hội còn đa số Việt Nam mình hay có cái chiêu trò là cứ thích con gái Đấy, cứ thích con gái về 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 về, về. quảng cáo cơ Đấy, quảng cáo rồi thì nó nó kia kia đây con này thì nó bật nguồn này Đấy, có màu như thế này một hai đây là gọi là màu xanh đậm nhá các bác nhìn nó thành màu đen mà thực tế nó là xanh 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 kiểu xanh xanh đậm này. nó hơi ngả xanh xanh một tí. 13C nhá. Nhiều người thì tin vào những cái người người ta bán hàng ấy. người ta bán hàng người ta lấy toàn lấy con gái. Đấy, người đẹp. Đấy, người đẹp ra người ta quảng cáo. Quảng cáo xong bắt đầu mình lại thấy nó ừ cũng được đi mua Đấy. mua xong rồi gọi đâu còn nghe nữa đây là con 13 giờ nha Redmi 13 giờ này con này nó đắt hơn 3 triệu 950 nghìn 3 triệu 950 nghìn các bác nhận được một chiếc điện thoại như sau thứ nhất là con này là pin 5 nghìn thứ hai nữa là màn hình cũng 6,74 inch RAM, RAM con này RAM 6 128GB 3 triệu 950 nghìn Đấy, em đã đọc rõ thông tin và thông số cho tất cả các bác rồi đây Đấy, màn hình vẫn còn tem siêu này Đấy. tất cả các, các sản phẩm là nó nguyên hộp và nguyên siêu tuy nhiên thì em gửi cho các bác thì em phải tháo ra em phải bóc ra bóc ra để làm gì bóc ra sau đó là kích hoạt lên như thế này với như con này đã kích hoạt đầu các bác không biết kích hoạt thì không dùng được bắt đầu nó hiện ra chữ nhật chữ trung quốc tiếng anh tiếng mỹ tiếng pháp cho các bác đã bảo là cái máy này máy tàu đấy thứ hai nữa là những cái nhân viên giao hàng người ta giao hàng vài trăm đơn chứ không phải là giao một cái máy này cho bạn nên là nó không thể ai ngồi ở đấy mà chờ các bạn được nó như vậy Redmi 13 giờ nhé 13 giờ mà 13 c nó khác nhau nó gần giống nhau đấy nhiều người nhất là cái mắt cam nó to hơn một tí thứ hai là là cái đèn đèn led của nó đặt khác nhau đây này đấy A79 A79 thì chắc chắn là chúng ta không thể nói về cái vấn đề với ngoại hình của nó Đấy, à, ngoại hình của nó là cực đẹp rồi ok chưa quá đẹp đúng không máy mới nguyên hộp nhá em bán với giá chỉ có là 5 triệu 700 nghìn pin 5 nghìn màn hình 6,72 inch RAM 8 và 128 ghi máy của nó máy mới nguyên hộp như thế này mới nguyên hộp nha A79 5 triệu 700 nghìn Đẹp như Ngọc Trinh Tiếp theo Giới thiệu tất cả các bạn những cái sản phẩm Như cái con này giống không khác gì iPhone 13 Đấy, Quá đẹp đúng không Bán được tất cả các bạn với giá 3 triệu 700 nghìn con này 3 triệu 700 nghìn Pin 5 nghìn Màn hình 6,6 inch RAM 4 cộng 4 là thành RAM 8 Và 2, 128GB RAM RAM 8 128 GB nhá, RAM 4 cộng 4, màn hình 6.6 inch. Tecno 20C. Tecno 20C máy mới nguyên hộp đủ phụ kiện nhá, mới nguyên hộp đủ phụ kiện. Như con iPhone 13 luôn. 13 14. Đây. Em bán cực rẻ thôi anh em ạ. Nên nhiều người bán rẻ quá thì các bác bảo sợ hàng nhái, hàng giả. Nên em mới nói cho các bác ấy, nhiều người cũng thấy người ta đăng lên một số cái sản phẩm là uh, chỉ có bằng này tiền mà tại sao tôi bán giá gấp đôi à, một con này tôi ăn khoảng 4 triệu à, đến 2 triệu một chiếc điện thoại như thế thì tôi bán vài trăm đơn thì quái giàu tôi chỉ bán ba ngày cho tôi kiếm tiền tỷ thế là ông nói bằng thật luôn con nào đây? ở mở chế độ đây kể cả những con Oppo A9 này Đấy. những cái sản phẩm này nó ra từ năm 2020 thế là 3 năm rồi 2 năm rồi nó ra năm 2020 thì chúng ta chưa đến tay của chúng ta đâu mà nó chưa ra ở Việt Nam đâu Đấy. nó vẫn còn đang nghiên cứu cái phiên bản này Đấy. nó là quy định của nó là sản xuất năm 2020 nhưng mà nó phải 21 thì nó mới về đến tận mình 22 và 23 dùng được gọi là lên được 3 năm. Đấy. Bây giờ nó chỉ có ba, à, nó chỉ có 2.8 thôi. 2.8 pin 5.000, màn hình 6.5 gam 6. 5, 6. Được, xin lỗi nha, kiểm tra con này là gam 8 chứ. Gam 8 và 256, gam 8 và 256 ghi. Gam 8 và 256 chứ không phải là 128 nha các bác nhé bán có hai triệu tám thôi. màn hình 6,5 inch máy mới nguyên hộp luôn đây như thế này thì các bác đi đâu mà chọn máy nữa em chả cần để phải tìm những cái nơi mà 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 các bác nhiều thật nhiều người nhiều người bảo thằng này nó quay video này, màn hình nó đen xì nó không được sáng nét và nó hơi bị hơi bị xấu thì mình có gì mình quay nãy thôi Đêm cũng quay sáng cũng quay chứ không như người ta phải chỉnh hình ảnh nét rồi nọ nọ kia kia còn tôi bán ở đây thì chắc cần. nhá. Được lúc nào thì chúng ta có thể làm video lúc đấy. Tôi phải quay lúc nào nó nó quay nó cực xấu đi khi các bác nhận cái sản phẩm nó lại đẹp hơn trên camera thì thì các bác nhận thì nó cảm thấy nó ưng ý hơn. Bây giờ mà mình chỉnh hình ảnh quá nhiều trong bắt đầu là gửi cho các bác thì nhìn cái máy nó xấu mù thì ai lấy thì đúng kể cả mình tôi cũng vậy thôi ông quay một kiểu nhưng bây giờ gửi cho tôi một kiểu không bao giờ ai thích Đây này con này a 57 chỉ có hai triệu năm trăm các bác đi đâu mua được cái con a 57 bảy hai năm trăm thì em sẽ nói các bác tại sao nó có cái giá rẻ này Thứ nhất là mình bán hàng toàn quốc ship toàn quốc thì em phải bán rẻ hơn tại sao bán rẻ hơn vài trăm nghìn đến triệu mấy thì các bác phải hiểu là khi mà các bác mua với tôi thì các bác còn phải đợi đúng không? Có phải đợi ba đến 5 ngày? Còn các bác mà mua ngay cửa hàng của các bạn thì không bao giờ phải đợi. Thì tất nhiên tôi phải bán rẻ hơn thì các bác mới mua chứ. Bây giờ mà tôi cũng bán bằng cái thằng ở nhà bạn thì bạn mua ở đấy còn cho nó nhanh. Đấy. Con này nó một trăm hai tám ghi thôi anh em. Ram sáu cộng một năm bảy và một trăm hai mươi ghi phiên bản Android nó 12 chấm nhé. Oppo A năm bảy, có màu đen, màu xanh và màu vàng. Có ba màu như thế này giá như vậy thì quá là ok đúng không 2 triệu 500 thôi quá đẹp ram 6 128 gb pin 5000 màn hình cũng 6,5 inch máy vuông nha các bác nhá à, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tất cả các bác một số cái dòng máy nó chống nước này hay là đây em giới thiệu những cái dòng rẻ rẻ tiền cho các bác xem đã đây đây là một chiếc điện thoại chơi nổi nhất cái thị trường hiện nay. Con này nó là A15S. Oppo A15S. Em bán cho tất cả mọi người với giá chỉ có là 2 triệu 300 nghìn thôi. Pin con này 5 000 Màn hình 6,5. RAM 4. 128 gb RAM 4 và 128 g Máy mới nguyên hộp nhá Mới nguyên hộp đủ phụ kiện cho tất cả anh em. Đấy. Đây bốn một trăm hai tám G oppo a 15 năm s máy như thế này có hơn hai triệu bạc mà các bác không còn chỗ nào bây giờ các bác đi hỏi oppo a ba hai a 15 năm s này người ta bán trên thế giới di động hay là cửa hàng ở ngoài ấy người ta bán đến tận mấy triệu à Đấy, tôi nghĩ là nó phải gần bốn triệu em bán có hai triệu ba nếu mà nó rẻ quá thì em sẽ tăng giá Đấy, còn chứ còn bảo giảm xuống thì các bác bảo là hàng này hàng không thật còn em phải tăng chứ không có cái chế độ giảm nhé đây này. những cái sản phẩm ở đây ấy, em bán tất cả các bác này Redmi Note 10 nhé đây là con Redmi Note 10 nó có bản 2 sim và một sim nó là Note 10 thôi gọi là Redmi Note 10T và E Note 10T thì nó là hai sim 10E nó là một sim con này anh em nhận hàng được nhúng xuống nước và test máy và được kiểm tra rồi thanh toán nếu không đúng thì đừng có nhận nha nhưng mà rất tiếc nó thứ nhất là những cái sản phẩm nó có cả một đến hai sim nhưng mà rất tiếc là 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 là, là nó chỉ là 64 gb thôi à, ram 4 64 gb ram 4 và 64 gb màn hình 6,5 pin 5.000 chống nước 100 phần trăm nếu các bác lo lắng sợ thì các bác có thể nhúng xuống nước rồi các bác nhận hàng nước không vào để nhận nhá còn nhân viên không cho nhúng xuống nước thì các bác bắt nhân viên gọi cho tôi và chứng minh và ghi âm của gọi lại Đấy. bởi vì người ta sợ là nhúng xuống nước thì hỏng thì bắt người ta phải đền đúng không đây, đây còn đây con nốt 10 nhá Redmi nốt 10 các bác chỉ cần nói là Redmi nốt 11 sim hoặc là hai sim một sim là 3 triệu 500 còn hai sim là 3 triệu 900 trên lệch 400.000 các bác nhá các bác ở vùng biển hay là đi làm phụ hồ các thứ sử dụng những cái sản phẩm này thì thôi khỏi bàn. Tuy nhiên thì nó chỉ trừ trường từ hợp chúng ta làm vỡ hay là thay tháo thì nó nước nó mới vào. Thì chúng ta ở vùng biển các thứ thì tay mình hay cầm nước ấy. chúng chúng ta không phải là nhúng xuống nước mà tay của mình hay bốc cá, bốc các thứ thì chúng ta cầm điện thoại thì nó sẽ không bị sao cả. Đấy, và cái mên máy nó sẽ không bị hỏng. Thứ hai chúng ta đi làm phụ hồ cũng vậy, một người thì rất là nóng, mồ hôi một kê thì nó không vào trong máy nên là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến máy và nó sẽ bền Đấy. nhiều người cứ bảo thế trên mạng người ta bán có 2 triệu mà mình bán 4 triệu Ừ thì đúng tôi bán đắt bán gấp đôi người ta Đấy. nhưng mà các bác phải hiểu thị trường ấy, mạng xã hội mà chúng ta phải hiểu là người thì lừa cũng có người thì bán bằng thật thì chả ai tin Đấy. người thì lấy người đẹp chân dài ra quảng cáo À, thì các bạn đi tin người ta mình mua mua thì còn nó có rất là nhiều cái sản phẩm nhé bản mỹ bản việt bản hàn đúng không và tiếp theo nữa nó có cái hàng hàng sách tay Đấy. và tiếp theo nữa là nó có hàng tàu và một hàng hàng nhãi lại một phần là độ vỏ Đấy. nó có rất là một phần là nó là hàng lỗi kỹ thuật nên là nó mới có thị trường nó phải người nọ người kia như làm gì cái chuyện ông nào như ông nào còn tôi bán ở đây cho các bác kiểm tra rồi thanh toán thì các bác không sợ bị lừa tôi chỉ sợ các bác lừa tôi qua đây thì những cái sản phẩm bên em thì nó không thiếu bất cứ một cái sản phẩm gì từ iPhone, Samsung, bây giờ em còn chưa giới thiệu được cho, cho tất cả các bác những cái Samsung và iPhone nên là em sẽ phải cắt cái video này đi. Video này cũng khá là dài nên đăng nó rất là lâu và nó không được phép nữa nên là các bác thông cảm, các bác đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video và gọi trực tiếp số điện thoại để đặt hàng và kết bạn lên Zalo số đấy luôn Đó, chỉ một số thôi chứ không có lòng ngoằng như người ta nhá Mua bán thì uh, ai cũng muốn bán được. Ai cũng muốn mua rẻ nhưng mà chúng ta phải chọn được những cái địa điểm mà nó tốt nhất có thể chúng ta mua. Còn à, em cũng phải tạm dừng video ở đây. Đừng quên đăng ký kênh. Bây giờ nó xuất hiện cho tất cả các bác một cái video ở trên màn hình và một cái nút đăng ký kênh tròn tròn ở ngay bên phải bên với cái chỗ đầu ngón tay của tôi này. Anh em bấm luôn vào cái cái cái, cái 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 hình tròn tròn đó rồi nó bắt các bạn có cái chữ đăng ký. ấy Chúng ta đăng ký để đấy, Chả mất gì. Nha các bác nha ok cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào video tiếp theo